buổi chiều, sự khác lạ bao trùm câu chuyện của cậu bé học sinh năm 11, người chưa mô hình trong trường học và yêu thầm cô bạn thân tên Xanh. Cậu bé gặp phải người đàn ông khô mặt, thích mặc áo choàng trùm kín và luôn cầm điếu thuốc đỏ lửa trên tay. Mọi thứ bắt đầu đi vào gay cấn. Hai tuyến nhân vật chính mang trong mình những câu chuyện bí mật khác nhau. Họ sống chung trong một gia đình, chị dành nghĩa bố con, thỉnh thoảng cùng ăn bữa sáng